Huấn luyện viên Mai Đức Chung phá lệ trước vòng chung kết World Cup nữ 2023. Huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ phá lệ ở đội tuyển nữ Việt Nam bằng cách triệu tập số lượng lớn cầu thủ để chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup nữ 2023. Ngày 20 tháng 10, huấn luyện viên Mai Đức Chung cùng đoàn công tác Liên đoàn bóng đá Việt Nam LDBDVN đã di chuyển tới New Zealand để tham dự lễ bốc thăm vòng chung kết FIFA World Cup nữ 2023 cũng như tiền trạm chuẩn bị cho hành trình của đội tuyển nữ Việt Nam vào năm sau. Đây là lần đầu tiên đội tuyển nữ Việt Nam được góp mặt ở sân chơi World Cup, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết. Tất cả các đối thủ ở World Cup đều là những đội bóng mạnh. Do đó, đây là cơ hội để đội tuyển nữ Việt Nam rèn luyện, học hỏi và tích lũy kinh nghiệm. Thật không dễ để có thể mời được các đối thủ mạnh như vậy sang thi đấu cùng chúng ta, nhưng lần này chúng ta có cơ hội để thi đấu cùng họ, đó là điều hạnh phúc nhất. Chúng ta chưa thể đạt thành tích cao ở thời điểm này, nhưng toàn đội sẽ cố gắng phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao để đạt được các yêu cầu đề ra về chuyên môn. Ban huấn luyện và Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã trao đổi và thống nhất các phương án hợp lý nhất cho quá trình chuẩn bị của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Theo đó, đầu năm 2023, sau khi kết thúc lượt đi giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2023, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có đợt tập trung trở lại để bắt tay vào chuẩn bị cho các nhiệm vụ quan trọng trong năm, đặc biệt là vòng chung kết FIFA World Cup nữ 2023 Australia trên New Zealand. Huấn luyện viên Mai Đức Chung tiết lộ, ở lần tập trung này, ban huấn luyện sẽ triệu tập lượng lớn các cầu thủ nhằm rà soát và tuyển chọn các gương mặt trẻ mới để có thể kế cận đàn chị. Các nữ vận động viên nhiều tuổi phần nào cũng sẽ có những ảnh hưởng về thể lực. Vì thế, chúng tôi sẽ xem các cầu thủ mới và cũ để đạt được các yêu cầu tốt nhất về chuyên môn trong tập luyện và thi đấu.